Tình hình dịch bệnh COVID-19 đến sáng ngày 29 tháng 8, có 210.989 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh. Các trung tâm ICU của Bộ Y tế cứu sống nhiều ca nguy kịch. Bình Dương tiếp tục giãn cách xã hội khi chạm mốc 100.000 ca nhiễm nCoV. Bệnh nhân không qua khỏi ở thành phố Hồ Chí Minh chiếm 80% cả nước sẽ giảm mạnh, đặc biệt sau ngày 15 tháng 9. Chưa thể đánh giá hiệu lực bảo vệ của vaccine Nanocovax. Đó là những thông tin nóng hổi nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19. Không để quý vị đợi lâu, ngay bây giờ sẽ là phần nội dung chi tiết. Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 422.469 ca mắc Covid-19, trong đó có 210.989 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Các trung tâm hồi sức tích cực ICU COVID-19 của Bộ Y tế thiết lập đã cứu sống nhiều ca bệnh nguy kịch ở làn danh sinh tử. Về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 422.469 ca mắc COVID-19, đứng thứ 60 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 166 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 4.297 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 418.320 ca, trong đó có 208.215 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 8 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Con Tum. Có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên Phủ, Phú Thọ. Có 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số ca mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh, 204.964 ca, Bình Dương 98.794k, Đồng Nai 22.264k, Long An 20.400k, Tiền Giang 9.062k. Các chuyên gia của bệnh viện Bạch Mai tại trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 đang chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng. Về tình hình điều trị, số bệnh nhân khỏi bệnh, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 12.375k, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 210.989k. Trong ngày trên cả nước ghi nhận 352 ca không qua khỏi, cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh có 271 ca, Bình Dương 38 ca, Đồng Nai 16 ca, Tiền Giang 15 ca, Long An 4 ca, Đồng Tháp 2 ca, Khánh Hòa 2 ca, Đà Nẵng 1 ca, Bến Tre 1 ca, Nghệ An 1 ca, Thừa Thiên Huế 1 ca. Để tránh xảy ra tình trạng tái nhiễm bùng phát dịch trở lại khi số ca F0 tăng nhanh mỗi ngày, Bình Dương thống nhất tiếp tục giãn cách xã hội 15 ngày. Tối qua, Phó Bí Thư Thường trực tỉnh Ủy, Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao đã chủ trì cuộc họp bàn phương án tác chiến phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương vùng đỏ. Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương cho biết đang gặp phải vấn đề chung là số lượng F0 tăng nhanh mỗi ngày, vượt quá khả năng thu dung điều trị. Các địa phương kiến nghị tỉnh tăng cường thêm nhân lực y tế và lực lượng vũ trang hiện khu vực vùng đỏ ở các thành phố thủ dầu một thuận an di an và thị xã tân uyên được phân thành hai nhóm vùng xanh an toàn đã sàng lọc bước đầu kiểm soát tốt dịch bệnh vùng đỏ đậm đặc tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng phức tạp cần sự hỗ trợ tri viện của tỉnh ông thao yêu cầu các sở ngành địa phương vận động người dân chung tay phòng chống dịch tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách thắt lưng buộc bụng cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn Bình Dương khuyến khích nhân rộng mô hình trạm y tế lưu động kết hợp với các trạm y tế cố định của thành phố Thuận An, áp dụng rộng rãi toàn tỉnh mô hình trạm y tế lưu động gắn liền với các cơ sở y tế điều trị cố định. Ông Thao cho biết, để đảm bảo dịch bệnh được kiểm soát tốt và không xảy ra tình trạng tái nhiễm bùng phát trở lại, tỉnh thống nhất tiếp tục thực hiện giãn cách thêm 15 ngày. Ông Thảo yêu cầu ngành y tế ưu tiên đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm đối với các địa phương vùng đỏ, đặc biệt là những vùng đang thực hiện đông cứng khóa chặt. Bình Dương sẽ đưa xe quân đội, xe chuyên trách của địa phương vào tham gia công tác vận chuyển, phân phát lương thực kịp thời và đầy đủ cho người dân. Tỉnh không chấp nhận tình trạng gạo có trong kho mà để người dân phải chịu đói và sẽ xử lý nghiêm những đơn vị địa phương để xảy ra tình trạng này. Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, tính đến hết ngày 28 tháng 8, toàn tỉnh ghi nhận 98.794 ca mắc COVID-19. Trong số này, có 54.102 ca đã khỏi bệnh xuất viện. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế dự báo số bệnh nhân COVID-19 qua đời ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ giảm mạnh hơn trong thời gian tới, đặc biệt là từ sau ngày 15 tháng 9 sẽ có những chuyển biến tốt. Tính đến hết ngày 28 tháng 8 trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19, ghi nhận 12.103 ca nhiễm mới, trong đó có 6 ca nhập cảnh và 12.097 ca ghi nhận trong nước. Riêng tổng số ca mắc tại thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm qua là 5.481 ca, cao nhất trên cả nước và tăng 98 ca so với ngày trước đó. Cũng trong ngày trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19, ghi nhận 352 ca không qua khỏi, riêng tại thành phố Hồ Chí Minh là 271 ca. Như vậy, tổng số ca qua đời do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 10.405 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới. Đặc biệt, tổng số ca không qua khỏi đến nay thì có 80% ở thành phố Hồ Chí Minh, chiếm 8.097 ca, kế đến là tỉnh Bình Dương 7,5%, Long An 2,5%, Tiền Giang 1,9%, Đồng Nai 1,7%, Đồng Tháp 1,2% bệnh nhân COVID-19 qua đời ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ giảm mạnh, đặc biệt sau ngày 15 tháng 9. Trao đổi về tình trạng bệnh nhân COVID-19 qua đời ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian gần đây, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, ông Lương Ngọc Khuê đánh giá, số bệnh nhân COVID-19 qua đời tại thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng giảm, người bệnh đã tiếp cận cơ sở y tế tốt hơn. Theo thông tin trên báo chí, qua khảo sát và đánh giá, ông Khuê cho biết, số bệnh nhân COVID-19 qua đời tại thành phố Hồ Chí Minh có chiều hướng giảm, Cụ thể ngày 21 22 tháng 8 là 599 ca, ngày 24 tháng 8 340 ca, ngày 25 tháng 8 266 ca, ngày 26 tháng 8 242 ca, ngày 27 tháng 8 287 ca và mới nhất là ngày 28 tháng 8 là 271 ca. Ông Khuê cũng dự báo số bệnh nhân COVID-19 qua đời sẽ giảm mạnh hơn trong thời gian tới, đặc biệt là từ sau ngày 15 tháng 9 sẽ có những chuyển biến tốt. Thông tin về tình hình dịch bệnh, ông Khuê cho hay, trước đây thành phố Hồ Chí Minh áp dụng mô hình điều trị tháp 5 tầng, hiện nay đã thay đổi sang mô hình tháp 3 tầng như mô hình chung toàn quốc. Trong đó, chân đế là F0 điều trị tại nhà với hệ thống cơ sở y tế lưu động quản lý và cấp thuốc tại nhà, kế đến là tầng điều trị thứ hai thu dung bệnh nhân vừa, tầng 3 là ca bệnh nặng và nguy kịch. Nhận định của lãnh đạo cục quản lý khám chữa bệnh tại hội nghị cho thấy, mô hình này đang phát huy hiệu quả, đặc biệt tỷ lệ không qua khỏi ở thành phố Hồ Chí Minh đã có dấu hiệu giảm. Tỷ lệ qua đời do COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay dao động trong khoảng 250 đến 300 ca mỗi ngày. Đây là nỗi dây dứt của ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh. Phó giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh phân tích, theo số liệu ghi nhận sơ bộ cho thấy, ở tầng điều trị thứ hai của tháp điều trị 3 tầng hiện đang áp dụng, số ca qua đời đang cao nhất. Do đó những ngày tới, ngành y tế sẽ dồn sức tập trung thực hiện các giải pháp nhằm mục tiêu hạ triệt hiệu quả tỷ lệ qua đời do COVID-19. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Chiều qua, Bộ Y tế đã thông tin về kết quả buổi họp khẩn của Hội đồng Đạo đức vào ngày 22 tháng 8 để xem xét kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3A của vaccine Nanocovax. Trên cơ sở xem xét hồ sơ, kết quả nghiên cứu và ý kiến của các thành viên tham dự họp, Hội đồng kết luận vaccine Nanocovax đạt yêu cầu về tính an toàn ngắn hạn Ngoài ra vaccine có tính sinh miễn dịch trên các xét nghiệm đã có kết quả, tuy nhiên hội đồng cho rằng cần tiếp tục bổ sung kết quả xét nghiệm trung hòa virus SARS-CoV-2 sống trên nuôi cấy tế bào, trên chủng Delta phát hiện lần đầu tại Ấn Độ và chủng Alpha phát hiện lần đầu tại Anh, để đủ các kết quả xét nghiệm theo đề cương đã được phê duyệt. Về hiệu lực bảo vệ của vaccine, theo hội đồng chưa có dữ liệu để đánh giá trực tiếp, cần tiếp tục thực hiện theo đề cương, đánh giá về hiệu lực bảo vệ theo đề cương được phê duyệt. Đây là kết quả quan trọng nhất về chất lượng để sớm trình xem xét cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện vaccine phục vụ phòng chống dịch trong tình hình hiện tại. Hội đồng thống nhất sử dụng các kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tính đến thời điểm đánh giá kết quả giữa kỳ giai đoạn 3A, gửi cho Thường trực Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc để xem xét cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện đối với vaccine Nanocovax theo quy định. Hội đồng đề nghị công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen và nhóm nghiên cứu hoàn thiện báo cáo, cập nhật, bổ sung trực tiếp các kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax, đồng thời với hội đồng đạo đức và hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc để thẩm định cuốn chiếu. Trong trường hợp vaccine Nanocovax được cấp giấy đăng ký lưu hành, vaccine có thể chỉ được sử dụng có điều kiện theo số lượng và kế hoạch được Bộ Y tế phê duyệt bản tin của chúng tôi sẽ tiếp tục với những tin tức nóng hổi khác về tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới quý vị đừng vội chuyển kênh quỳnh anh sẽ quay trở lại ngay